Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với loạt phim tài liệu Sóc Trăng, những trang sử sáng ngời nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh nhà. Dịp này, 30 tập phim sẽ lần lượt trình bày các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Sóc Trăng. Đó là thời Khẩn Quan lập ấp, ông cha ta đã cải tạo ruộng đất, cảnh giác thú dữ, khắc phục chứng khí, dịch bệnh và qua đồng cùng các dân tộc để an cư lạc nghiệp trên vùng đất mới. Giám đốc sản xuất Nguyễn Văn Bốn, chủ biên và tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Trung Hiếu, đạo diễn Nguyễn Trung Hòa, âm nhạc nhạc sĩ Lê Nghiệp với ca khúc Sóc Trăng tình đất lòng người. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tập 10 Sóc Trăng trong 6 năm đấu tranh chính trị. Với việc đầu hàng vô điều kiện tại trận Điện Biên Phủ, thực dân Pháp già cỗi không còn cách nào khác buộc phải ký kết hiệp định đình chiến Geneva, chấp nhận rút quân về nước, lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ký kết hiệp định, đây cũng là ngày đánh dấu đất nước Việt Nam bị chia cắt. Các thế lực nước lớn đã đẩy quốc gia nhỏ bé này vào tình thế phân ly, lấy vĩ tuyến 17 sông Bến Hải làm giới tuyến giữa hai miền. Từ đó, miền Bắc tiếp tục giữ tên nước ra đời năm 1945 là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa. Còn miền Nam được đối phương lập ra với tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa theo thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Hiệp định Geneva được công bố không lâu, Mỹ đã phá bỏ ngay và dựng lên chính quyền Sài Gòn, giao cho Ngô Đình Diệm làm tổng thống. Dựa vào Mỹ, Ngô Đình Diệm đã loại trừ các đảng phái chính trị không ăn cánh, trả thù những người kháng chiến, tiến hành lập các khu trù mật, ấp Tân Sinh, ấp Chiến Lược để gom dân kiểm soát. Tàn bạo nhất là ban bố luật 10 năm 9, công khai đặt cộng sản ra ngoài dòng pháp luật, giết hại trắng trợn, khủng bố tinh thần và làm ly tán gia đình có thân nhân kháng chiến. Đầu tiên là uy hiếp. Cùng với cái sự uy hiếp này đấy, thì sẽ dẫn đến là gì? Là làm lung lay cái ý chí niềm tin của đồng bào yêu nước, đồng bào cách mạng và những người cộng sản ở miền Nam đối với Đảng và Hồ Chủ tịch. Mục tiêu đầu tiên của Diệm là như thế. Và tiếp theo cái mục tiêu thứ hai của là chia ly, chia rẽ cái sự đoàn kết trong nội bộ những người cộng sản thông qua cái chính sách tố cộng diệt cộng. Và cái mục đích cuối cùng của Diệm là diệt những người đảng viên, những tổ chức đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trước tình hình khó khăn phức tạp đó, lãnh đạo Liên Tỉnh ủy miền Tây chủ trương các địa phương vẫn phải tuân thủ các điều khoản của Hiệp định Geneva, đồng thời tổ chức đấu tranh chính trị. Thì chủ yếu là giáo dục tình hình nhiệm vụ mới. Thứ nhì là thắng lợi của Hiệp định Geneva. Mà trong đó, cái điểm cần phải giáo dục gắt là điểm 14C. Cái điều 14C là cái điều phải bảo vệ quyền lợi của những người mà được kháng chiến đem lại. Cái quyền đó là phải để rồi cho cán bộ đảng viên mà lãnh đạo quần chúng đấu tranh để binh vực cái quyền lợi được cách mạng mà cấp cho. Qua đó thì chúng tôi mới giáo dục về cái công tác công khai, công tác bí mật. Dùng chiêu bài tố cộng và diệt cộng của chính quyền Ngô Đình Diệm, xua quân lùng sục khắp nơi. Chúng bắt bớ, đánh đập, giam cầm những người kháng chiến hoặc thân nhân gia đình tham gia cách mạng. Họ đầy hàng vạn đảng viên ra côn đảo, nhà tù lớn nhất Đông Dương do Pháp để lại. Thống kê cho thấy, chỉ trong 4 năm, 1955 đến năm 1958, trên toàn miền Nam, đối phương đã giết hơn 70.000 cán bộ đảng viên, gần 900.000 cán bộ chiến sĩ và nhân dân bị bắt bớ giam cầm. Ở tỉnh Sóc Trăng, từ những tháng cuối năm 1954 đến năm 1955, địch tiến hành xây dựng bộ máy hành chính từ tỉnh
đến quận, xã, ấp. Thành phần gồm bọn địa chủ và tay sai phản động, cùng một số tên đội lốt tôn giáo và đảng phái phản động, xây dựng lực lượng quân sự, tình báo, cảnh sát, dân vệ ở địa phương và hệ thống đồn bót. Đồng chí Huỳnh Văn Dương, bí thư tỉnh ủy thời kỳ chống Pháp, đồng chí Văn Ngọc Chính, tỉnh ủy viên, bị địch bắt và giết một cách man rợ. Đối với đồng bào Khmer, địch dùng mọi cách để mua chuộc dụ dỗ, gây hận thù chia rẽ dân tộc. Chúng thành lập tổng nha Miên Dụ trực thuộc chính phủ. Đồng thời, địch thành lập ti Miên Dụ Sóc Trăng, đưa những tên tai sai, khét tiếng, chống cộng nắm quyền. Chúng tổ chức lực lượng Khmer Srei phản cách mạng, gây rối ở một số địa phương. Nhiều sư sãi thức thời tiến bộ lúc bấy giờ đã công khai đấu tranh vạch mặt bọn phản động tai sai của Mỹ Diệm. Đối với bà con người Hoa, chúng bắt giam lãnh đạo phong trào phụ huynh học sinh tại trường Dục Anh. Sau đó, chúng tiếp tục khủng bố, bắt thêm một loạt giáo viên yêu nước, có nhà giáo bị chúng đẩy ra côn đảo. Nhiều thanh niên học sinh cũng bị địch bắt giam. Hồi giải liên tỉnh Sóc Trăng đã vận động gia đình phụ huynh học sinh đấu tranh buộc chúng phải trả tự do con em mình. Đối với đồng bào Công giáo, sau khi cưỡng ép đồng bào Công giáo miền Bắc di cư vào Nam, địch đưa đến Sóc Trăng gần 20.000 người, phân bố cho ở dọc theo các trục lộ giao thông huyết mạch để vừa làm phòng tuyến an toàn cho chúng, vừa ngăn chặn đường liên lạc của ta. Đó là vùng Đại Hải thuộc huyện Kế Sách, Trà Cú, Trà Lòng thuộc huyện Châu Thành, Bãi Giá thuộc huyện Long Phú, Nàng Rền, Cổ Cò thuộc huyện Thạnh Trị. Ở các nơi này, chúng ra sức lôi kéo các vị linh mục để từ khai thác đố kỵ cộng sản, dần dần đẩy bà con theo đạo Công giáo vào con đường chống phá cách mạng. Ở những vùng trước kia là an toàn khu của Sóc Trăng, những nơi là chỗ dựa của lực lượng kháng chiến, giặc ruồng càng không bỏ sót một khoảnh đất nào. Bắt được ai khả nghi, chúng tra tấn dã man, kể cả dân lành, hòng tìm manh mối tổ chức cộng sản. Tháng 10 năm 1959, chúng đưa máy chém đến tận các huyện lỵ để hành quyết cán bộ và đe dọa những ai có cảm tình với cách mạng. Trước tình trạng khủng bố, tàn bạo của đối phương, nhiều cơ sở đảng ở Sóc Trăng đã tìm cách chủ động ứng phó. Có nơi lập căn cứ lõm, có nơi dùng chông bẫy để ngăn cản giặc. Cùng khoảng thời gian đó, Bộ Chính trị ra chỉ thị về tình hình mới và nhiệm vụ công tác mới của miền Nam là vừa tập kết ra Bắc, vừa đấu tranh đoài địch, thi hành đúng Hiệp định Geneva, chuyển hướng công tác cán bộ đảng viên cho phù hợp với hoàn cảnh mới, vừa lợi dụng được những khả năng công khai hợp pháp mà vừa hoạt động tốt, đoàn kết rộng rãi, tập hợp mọi lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình, đánh đổ chính phủ Ngô Đình Diệm thân Mỹ, vận động lập nên một chính phủ mới. Lúc bấy giờ, đồng chí Bí thư Lê Duẩn ở lại không đi tập kết. Ông đã đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ để nghiên cứu tình hình, hoàn thành tác phẩm chính trị, đề cương cách mạng miền Nam. Trong đó, ông đã chỉ ra đường lối chiến lược mới là đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Từ cơ sở đề cương đó mà Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 15 vào tháng Giêng năm 1959. Nghị quyết 15 của Đảng đã được bí mật và nhanh chóng triển khai khắp miền Nam. Đó chính là cơ sở để quân và dân Sóc Trăng tiến hành đấu tranh theo phương châm chiến lược mới. Theo chỉ thị của Liên tỉnh ủy miền Tây, tháng 10 năm 1957, tỉnh Sóc Trăng tuyển chọn từ lực lượng vũ trang ngầm để xây dựng lực lượng vũ trang chính thức. Đến tháng 12 năm đó, Liên tỉnh ủy đưa về thêm cho Sóc Trăng một trung đội vũ trang để làm nòng cốt. Về trang bị thì sử dụng số vũ khí chôn giấu trước đây, đồng thời làm súng tự tạo và lấy vũ khí của địch trang bị cho lực lượng ta. Để che mắt địch, đơn vị vũ trang tỉnh Sóc Trăng lấy danh nghĩa là quân đội giáo phái liên khai chống Mỹ Diệm, mang tên Đinh Tiên Hoàng. Lực lượng này
xây dựng căn cứ ở rừng chồi Cát Tả, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc và Ninh Hòa, huyện Hồng Dân. Nhiệm vụ chủ yếu là diệt ác trừ gian, trấn áp bọn phản cách mạng, làm công tác vũ trang tuyên truyền khi có yêu cầu hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng. Đầu năm 1960, nổ ra phong trào đồng khởi vang dội ở Bến Tre. Phong trào đó mau chóng lan tỏa khắp miền Tây Nam Bộ. Tại Sóc Trăng, từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 10 tháng 2 năm 1960, tại xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng họp quán triệt nghị quyết số 15 của Trung ương Đảng và nghị quyết của xứ ủy Nam Bộ và liên tỉnh ủy miền Tây. Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết tâm biến nội dung tinh thần của nghị quyết ấy thành hành động cách mạng, quyết tâm nổi dậy, phá kèm, giành quyền làm chủ ở nông thôn. Tỉnh ủy Sóc Trăng đề ra nhiệm vụ dùng bạo lực chính trị của quần chúng kết hợp với vũ trang nổi dậy. Với phong trào đồng khởi, cách mạng miền Nam đã bước qua thời kỳ khó khăn nhất. Sóc Trăng bảo tồn được lực lượng, góp phần tạo ra những thắng lợi quan trọng trong lịch sử chiến tranh giải phóng. Có về miền Tây xin nhớ ghé lại đây, đất quê tôi miền sông nước mong chờ. Về Sóc Trăng, miền quê yêu dấu, bát ngát xanh đồng, xanh biển mênh mông. Ai về Phú Tâm thăm cái sân tôi yêu, nghe hát du ke điệu ram bom duyên dáng rộn ràng. Càng trăng đê nước sâu, những chuyến tàu về cập bến, thương hoa đất dòng Vĩnh Châu, đèn gió quê nhà. Xanh màu bay sao vào đêm.